Chào mừng các bạn trở lại đến với Mã Con Nơi mà chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ về Transformers Và hôm nay sẽ là video tiêu điểm nhân vật Merak Lần đầu xuất hiện của Merak cũng là trong một dòng đồ chơi tên là Diaclone của Nhật Bản Với tạo hình là một robot có chế độ biến hình thành chiếc xe đua F1 màu xanh trắng Merak được miêu tả là một cựu thành viên của giới quý tộc ở Cybertron anh ấy là một chiến binh tinh nhuệ nhưng bất đắc dĩ mới phải làm việc cho phe Autobots. Đó cũng là lý do anh ta cũng không hoàn toàn đạt được cam kết với Autobots cho nên anh ấy cũng không nhận được sự tin tưởng từ các đồng đội. Ngoài ra, Merak có khả năng tàng hình và tạo ra các phân thân có chi giác giống mình ở những nơi mà anh ấy không có mặt. Trong truyện tranh của Marvel thời kỳ đầu thì Merak có một vài khoảnh khắc nổi bật như sau. Ban đầu, Merak đã nghi ngờ về phe Autobot và tưởng rằng mình đã chọn nhầm phe trong cuộc chiến nhưng do Ravenger là con cún của Decepticon Soundwave đã công nghệ va với anh ấy quá nhiều lần nên anh ấy đã đặt niềm tin lại về phía Autobot và chiến đấu cùng bọn họ để chống lại Decepticons để rồi sau đó anh ấy cũng biến mất như những mên phụ khác của Autobot luôn còn trong hoạt hình Transformer G1, Merak xuất hiện liên tục trong hai mùa đầu của loạt phim và có vai trò quan trọng ở một vài tập phim, ví dụ như tập mà Merak đang ngăn chặn Decepticons trở về hành tinh Cybertron bằng năng lực tàng hình của mình, để rồi sau đó làm tàu của Decepticon phát nổ rồi rơi xuống biển. Trong một tập phim khác, Mrak đã cố lừa lũ Insecticon quay lưng lại với nhau, để rồi chính anh ta lại bị tên Insecticon bom xeo điều khiển để dụ các Autobot vào một cái bẫy. Thế nhưng mà nhân vật chính thì luôn luôn giành chiến thắng, thế nên các Autobot vẫn giành chiến thắng mà thôi. Vậy mà có một hiện tượng lạ là Mrak lại gần như không sử dụng cái năng lực tạo ảo ảnh ba chiều của mình trong cả series. Chắc tại vì Hon đã sử dụng khả năng này rồi, thế nên nhà sản xuất chỉ cho anh ta sử dụng khả năng tăng hình của mình mà thôi, để tránh trùng lợp với Hanzang chăng? Thế thì thêm mô tả năng lực cho anh ta làm cái éo ấy. Đối với Transformer AID năm 2001 thì Merak là một robot vẫn biến hình thành một chiếc xe đua công thức một màu xanh trắng. Anh ta còn là một tay thiện xạ tinh nhuệ của bề đội gián điệp Sidechain và anh ấy thể hiện khả năng gián điệp bằng cách lừa cả đồng đội khi anh ta giả vờ bị điều khiển bởi một thiết bị của Predacon đã gắn vào người anh ta để có thể trả trộn vào hang ổ của Megatron và bè lũ của hắn. Nhưng chưa làm được gì thì Ironhide đã cáu nên Merak cũng phải cáo theo Và rồi tự tay phá bỏ cái thiết bị điều khiển ở trên người Mà Predacon đã gắn trước đó à, Phá Tới với chuyện tranh IDW Thì Merak vẫn bị đối xử như các phiên bản trước Khi anh ta cũng vẫn bị đồng đội không tin tưởng Vì trong Ohel Megatron Anh ta là người đã bắt đứng các Autobots Để họ phải chịu thất bại nặng nề Rồi sau đó Merak bị Ironhide tần cho một trận lên bờ xuống ruộng Ngoài ra Merak còn có một tập truyện riêng Kể về việc sẽ thế nào Nếu anh ấy gia nhập Decepticon thay vì Autobots và trong tập Combine War Part 5, Mirage cùng Optimus và một số Autobots khác đã nhận được sức mạnh từ Enigma of Combination để rồi kết hợp với nhau để trở thành Optimus Maximus. Và cuối cùng, tới với hai lần được chuyển thể lên live action của Mirage, lần đầu là trong Transformer Dark of the Moon của đạo diễn Michael Bay. Trong phần phim này, Mirage có tên là Dino và anh ta còn là một nhân vật phụ ít được thể hiện nhiều. Anh ấy vẫn giữ được khả năng tàng hình và tạo ảo ảnh như bản gốc nhưng chỉ được đưa vào video game chứ không được mang lên phim. Lần thứ hai chuyển thể của Murak là trong Transformer Rise of the Beast năm 2023. Mặc dù vẫn có năng lực tạo ảo ảnh, nhưng tính cách của anh ấy lại trái ngược với phiên bản gốc. Murak được mô tả là một robot trẻ tuổi yêu trái đất và thích kết bạn với con người. Ngoài ra Murak còn không biến hình thành một chiếc siêu xe công thức một mà giờ lại là một chiếc xe của hãng P với mã hiệu 946. Ở trong phim thì Murak đã lôi anh chàng cựu binh Noah Diaz vào một cuộc hành trình giải cứu trái đất và suýt nữa tèo khi đối đầu với Skirt trong cuộc phím trong cuộc chiến ở cuối phim. Thế nhưng phim đã định hình vai trò của Murak là ngang với Bumblebee như những phim trước đó, cho nên là éo thể nào tèo được đâu. Khi Skirt bắn Murak hấp hối rồi bỏ đi làm nhiệm vụ tiếp, thì Murak đã biến phần cơ thể còn lại chưa bị hư hỏng của mình thành một bộ giáp công nghệ cho Noah chiến đấu. Để rồi sau khi giành chiến thắng, Murak đã đi theo Noah và được anh ta chữa trị. Để rồi có một cơ thể chấp vá mới video đến đây là kết thúc nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký cho ma con để mình tiếp tục ra những nội dung mới hơn trong tương lai nhé và bây giờ thì xin chào tạm biệt